Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Đến hẹn lại lên. Hôm nay trong một video hoàn toàn mới nữa thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn phần listening TOEIC, và cụ thể đó là phần part 3 ở trong đề thi TOEIC listening giai đoạn gần đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về một trong những dạng bài mà được coi là khó nhất của cái phần part 3 này. Rồi. Và dạng bài đó tên gọi là gì? Đó gọi là dạng biểu đồ các bạn ạ. Thực ra thì nếu bạn nào đã từng đi thi TOEIC hoặc là các bạn đã từng nghiên cứu qua bài thi này thì chắc chắn các bạn biết part 3 của bài thi TOEIC á, nó sẽ bao gồm 13 đoạn hội thoại, tức là những cái bài nói giữa nam và nữ qua lại lẫn nhau, và người ta sẽ phát cho các bạn tuần tự những đoạn đó, và mỗi đoạn sẽ có 3 câu hỏi về thông tin được nói trong bài. Nhiệm vụ của các bạn đơn giản thôi, tức là nghe thông tin và chọn đáp án. Rất là easy. Tuy nhiên ba cái đoạn cuối của phần part 3 này á, nó lại có đơn giản như vậy. Ngoài ba câu hỏi ra thì những cái đoạn cuối nó sẽ bonus cho các bạn thêm cái này. Tức là những cái biểu đồ hoặc là những cái hình vẽ đi kèm với những câu hỏi bên dưới. Các bạn nhớ kỹ cho mình nha. Thường những cái câu dễ là người ta chỉ bao gồm ba câu hỏi thôi, nhưng mà những câu khó nó lại vẽ thêm cho chúng ta một cái biểu đồ, một cái hình gì đó, và nó sẽ được sử dụng để trả lời cho thông tin ở đây. Và tại sao cái phần này, cái dạng này được coi là khó nhất của phần part 3 các bạn? Thì nói chung là nó thêm thông tin, tức là nó khó hơn rồi. Nhưng mà khó như thế nào thì ở đây mình sẽ cho anh em coi một cái ví dụ. Đó, nói có sách mách có ví dụ anh em luôn. Rồi, bây giờ thì các bạn nhìn vô đây. Đầu tiên các bạn phải làm rõ cho mình một điều trước nha. Đó là những cái bài nói mà nó có đi kèm những cái biểu đồ á, thì không phải là cả ba câu hỏi bắt buộc đều phải sử dụng biểu đồ thì mới chọn được đáp án nha. Thực sự trong ba câu hỏi á, thì chỉ có một câu duy nhất là các bạn phải dùng cái biểu đồ này mới chọn được đáp án thôi. Còn những câu còn lại là các bạn nghe thông tin là chọn bình thường được rồi. Nhưng những câu như thế này, ví dụ trong cái ví dụ vừa rồi á, là câu 67, các bạn bắt buộc phải vừa nghe vừa nhìn thông tin vào đây trong cái biểu đồ thì mới chọn được đáp án. Tại sao mình lại biết hay như vậy? Thì tất đơn giản lắm. Những cái câu mà nó bắt buộc phải dùng biểu đồ á, nó sẽ khởi đầu bằng cái cụm từ này, một câu ra lệnh như này, đó là look at the graphic, tức là người ta yêu cầu các bạn nhìn vào hình vẽ đi. Nghe là biết là phải nhìn vào mới ra được đáp án rồi. Bởi vậy trong ba câu thì câu nào khởi đầu bằng những cái câu mệnh lệnh như thế này là các bạn biết phải kết hợp giữa nghe và nhìn thông tin rồi đó. Thì ở đây, đây mình sẽ ví dụ cho các bạn coi cái cách ra đáp án luôn. Đây là cái thông tin, cái đoạn hội thoại mà người ta nói đó, mình show ra nội dung cho các bạn coi và mình dịch luôn tiếng Việt luôn cho các bạn coi đó, mình tốt lắm các bạn à. Đó, thì ở đây rồi, bây giờ mình sẽ chọn đáp án cho các bạn nha. Đầu tiên mình dịch câu hỏi trước đi. Look at the graphic, tức là nhìn vào biểu đồ nè. Thì cái mục nào ở trong cái nhãn hiệu này mà người đàn ông cần phải chỉnh sửa? Label kiểu như là cái nhãn á các bạn, ví dụ như là nhãn quần áo, nhãn hiệu gì đó. Rồi, cái mục nào ở trong cái nhãn, và cái nhãn tức là cái hình vẽ này nè, đây là cái nhãn mà người đàn ông cần chỉnh sửa, tức là người ta hỏi là cần sửa mục nào. Và bốn đáp án thì người ta liệt kê bốn cái mục ra thôi, đó là country, material, logo, đó nó tương ứng với cái cột đầu tiên các bạn thấy không. Rồi, bây giờ cho mình biết người đàn ông cần sửa cái mục nào. Bây giờ các bạn muốn biết, các bạn phải nhìn vào cái đoạn hội thoại. Đây, bài nghe nè. Các bạn nghe thông tin cho mình và tập trung vào cái thông tin mình đã tô màu đỏ. Cái người đàn ông này nói câu này nè: bà kiểm tra lại xem mọi thông tin trong cái label này đã đúng chưa? Cái người phụ nữ này trả lời: ok, để coi. À, chúng ta vừa đổi chất liệu quần áo từ cotton sang cashmere vì nhà sản xuất bên Thái vừa bán cho chúng ta với cái giá rất là tốt. Đó, nên là ông sửa cái này nha. Cái người đàn ông này nói: được rồi, ok, sửa luôn. Rồi, vậy thì cho mình biết, các bạn chỉ nghe thông tin ở đây thì các bạn có chọn được đáp án là cái gì không? Làm sao mà biết được đáp án là logo, material, rồi country, chứ nó có thông tin gì về cotton và cashmere đâu. Đó, mình đâu biết được. Nghĩa là đối với những câu này, chỉ nghe thông tin chay thôi là thế nào mà làm được đó các bạn. Nó thế mới đau chứ. Và để làm được, các bạn phải đối chiếu thông tin vừa nghe qua cái biểu đồ này. Bây giờ người ta nói là đổi cái gì? Đổi cotton. Cotton tương ứng với mục nào? Nhìn qua là material, tức là vật liệu. Đó, thì material tương ứng với đáp án nào? Rồi, đáp án câu B. Wood. Vậy là đúng đó các bạn. Rất là easy.
thực ra là không easy lắm đâu đó. Nói chung là các bạn phải trải qua những cái bước tư duy như vậy, các bạn phải kết hợp thông tin các bạn nghe trong biểu trong cái đoạn hội thoại, rồi đối chiếu thông tin đó vào biểu đồ, từ biểu đồ mình suy luận ngược ra cái đáp án cần chọn. Nó căng lắm các bạn à. Rồi ok, bây giờ mình vừa ví dụ cho các bạn xong, bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ bộ với các bạn về cái cách làm của cái dạng bài part 3 có biểu đồ ha. Thì dạng bài part 3 có biểu đồ thì mình nói luôn là mấy cái biểu đồ thường nó sẽ có cấu trúc như thế này. Thường thôi, nhưng mà một số cái nó sẽ khác, nhưng mà đa số đều có cấu trúc là sẽ chia làm hai cột. Cột thứ nhất mình gọi là cột A, nó sẽ có những cái thông tin tương ứng với mỗi hàng đi, A1, A2, A3. Và cột thứ hai mình gọi là cột B, nó sẽ có những tương ứng là B1, B2 đó. Và tất nhiên sẽ có một cái câu hỏi người ta hỏi thế này: look at the graphic. Rồi sau đó sẽ chấm 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 gì đó, hỏi thông tin cụ thể ha. Và bốn đáp án thường người ta sẽ cho các bạn những cái đáp án ở cột A, ví dụ A1, A2, A3, A4. Đó, ví dụ vậy đi. Rồi, sau đó người ta sẽ phát cho các bạn một cái đoạn hội thoại. Và trong cái đoạn hội thoại này, người ta sẽ không đưa ra thông tin thẳng ở cột A, mà người ta sẽ đưa ra một cái thông tin gợi ý ở cột B. Ở đây ví dụ là B2. Các bạn nghe thông tin ví dụ ở đây là B2 đi. Thì các bạn phải nhìn vào biểu đồ, phải chuyển sang một bước là nhìn thẳng vào biểu đồ, chứ chưa chọn đáp án liền được, đâu có thông tin chọn đáp án liền đâu. Các bạn nhìn vào biểu đồ, các bạn thấy B2 nằm đây, đó, mình nghe được ở đây, thì nó tương ứng với cái nào? Đó, cái nào nằm chung hàng, rồi tương ứng với A2. Vậy A2 đáp án là gì? Mình quay ngược lại, mình chọn đáp án là câu B. Đó là cách chúng ta tư duy khi làm bài dạng này. Tức là dạng này các bạn đừng có nằm mơ, đừng có mơ tới chuyện là người ta sẽ nói thẳng đáp án ra. Không, người ta sẽ nói một cái thông tin ở cột B2 đó, và các bạn sẽ phải đối chiếu nó tương ứng với A2. Rồi, nếu bạn nào mà vẫn chưa hiểu nữa thì ở đây mình ví dụ cực kỳ gọi là minh họa cho anh em hiểu luôn. Các bạn nhìn nè, các bạn tưởng tượng cái câu hỏi part 3 bình thường nó sẽ là một cái ổ khóa đúng không? Và mình muốn mở được cái ổ khóa, mình phải có chìa khóa. Và thường là những câu hỏi part 3 bình thường á, thì các bạn chỉ cần nghe đoạn hội thoại là các bạn có chìa khóa rồi. Các bạn đút vô, rồi xong, mở ra, đơn giản vậy thôi. Nhưng đối với những cái dạng part 3 mà có bản đồ, biểu đồ đi kèm, thì các bạn tưởng tượng này, cái ổ khóa nó không phải chỉ có một lỗ, nó có tới hai lỗ là. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là các bạn nghe đoạn hội thoại, các bạn mới có một chìa, cũng chưa mở hết được. Các bạn phải nhìn vào biểu đồ, đó, các bạn đối chiếu, thì các bạn mới lòi ra được cái chìa khóa thứ hai. Và khi các bạn có hai cái chìa này, các bạn đút thẳng vào hai cái lỗ thì đùng, đó, mở được cái ổ khóa phức tạp này. Đấy, đây chẳng qua là một dạng bài nâng cấp mà thôi. Thay vì người ta bắt các bạn nghe và trao chìa khóa thẳng cho các bạn, thì người ta bắt các bạn phải tìm thêm một cái chìa khóa nhỏ nữa ở trong cái biểu đồ và kết hợp hai cái chìa mới mở được lỗ khóa. Đấy, đây là một dạng bài thông tin kép mà các bạn cần một chút sự tư duy, nó khó hơn và rắc rối hơn. Ok chưa? Đó. Rồi, bây giờ thì mình nói hết rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần ví dụ thực hành. Ví dụ thực hành. Ở đây mình sẽ cho các bạn nghe hai đoạn part 3 ở trong đề thi TOEIC, và nó cũng thuộc cái dạng bài biểu đồ luôn. Đó. Các bạn hãy tập nghe và chọn đáp án thử. Và cái tip ở đây là các bạn nhớ kỹ nha. Khi mà cái câu hỏi người ta hỏi về cột A, thì chắc chắn trong đoạn hội thoại người ta sẽ nói thông tin về cột B. Đó, các bạn ráng nghe thông tin B và đối chiếu để xem chọn A nào. Và ngược lại, nếu mà trong câu hỏi người ta hỏi 4 đáp án là cột B, thì thông tin ở trong đoạn hội thoại sẽ nói về cột A để mình đối chiếu ra B. Vậy thôi, đó là cách mình tư duy. Rồi, bây giờ thì nói nhiều nữa, mình sẽ cho các bạn nghe thử practice hai đoạn. Rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị tinh thần chưa? 1, 2, 3. Questions 62 through 64 refer to the following conversation and schedule. I'm happy the conference ends early this afternoon. This morning, the hotel receptionist mentioned that there are walking tours of Seoul's royal palaces. It would be nice to experience history in such a modern city. I agree. Let's see if there are any tours available today. Okay. Just remember that we should return to the hotel in time for dinner with our colleagues. Right. Take a look at the tour schedule here. This time should be perfect for us. The tour is conducted in English. Perfect. Let's book it right now.
Number 62. What do the speakers plan to tour? Number 63. What does the woman remind the man about? Number 64. Look at the graphic. Which tour will the speakers buy tickets for? Go on to the next page. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and chart. Barefoot Shoe Company, Nadia speaking. Hello, I'm interested in purchasing some hiking boots from your online store, but I need them to arrive in time for my backpacking trip this weekend. Is that possible? Well, we do offer a 48-hour priority shipping service. If you place your order today, you will receive it by Friday. Wonderful. Then I'd like the Extreme Terrain 11 boots in size 10, please. Okay. With the extra charge for priority shipping, your total comes to $73. Thank you. I'll give you my credit card number now to complete the transaction. Number 65. Who most likely is the woman? Number 66. Look at the graphic. What shipping rate will the man pay? Number 67. What will the man most likely do next? Rồi, và sau khi nghe xong thì mình hỏi các bạn là các bạn có chọn được đáp án hay không? Thì nói thật là hồi nãy là mình show mỗi đoạn full đáp án, full câu hỏi, mỗi đoạn 3 câu. Nhưng mà thực ra ở đây là mình tập trung vào cái phần biểu đồ, nên là mình chỉ giải những câu hỏi về biểu đồ thôi nha anh em. Đó, nói chung là mình giải đơn giản thôi. Rồi, ok, mình tập trung vào cái trọng tâm. Rồi, đầu tiên là câu 64 này. Thì dĩ nhiên là các bạn biết đây là câu hỏi mà bắt buộc phải sử dụng biểu đồ rồi. Bởi vì nó có cái câu là look at the graphic ở đâu. Chắc chắn đây là câu mà chúng ta phải căn cứ vào nghe và nhìn biểu đồ. Thì đây, đây là nội dung những gì người ta vừa phát cho các bạn nghe. Các bạn nghe hết được không? Rồi, ok. Bây giờ mình phân tích một chút. Các bạn nhìn câu 64 nè. Câu 64, 4 đáp án là những cái giờ 11, 1, 2, 3, đúng không? Và nó sẽ tương ứng với thông tin ở cột A, cột 1 này nè. Tức là các bạn phải hiểu là trong cái đoạn hội thoại này người ta sẽ không nói thẳng ra giờ đâu. Mà người ta sẽ nói thông tin ở cái cột B. Đó, English, Chinese, Korean hoặc là English. Đấy. Và ở đây các bạn nghe thông tin nằm ở đoạn nào? Nằm ở đoạn gần cuối á các bạn, kế cuối á. Đây, người này ông này nói câu nè. Take a look at the tour schedule here. This summer should be perfect for us today. The tour is conducted in English. Đó, tức là câu này nó nói là nhìn vào cái lịch trình tour nè. Cái giờ này là hợp lý nhất cho chúng ta và nó được tiến hành bằng tiếng Anh. Rồi luôn. Vậy bây giờ các bạn biết được là nó phải chọn cái gì chưa? Các bạn nhìn biểu đồ thử. Trời ơi, đâu giả mang. Có hai cái tour nó sử dụng English là. Tức là cái thông tin này nó vẫn chưa ra được đáp án. Trời đất quỷ thần ơi. Bây giờ mình hỏi các bạn chọn 11 giờ sáng hay là 3 giờ chiều? Tại đây á, các bạn phải nghe. Các bạn phải đối chiếu chéo với lại một cái thông tin ở câu đầu tiên nữa nó mới ra được nha. Cái câu đầu tiên nè, câu này cực kỳ khó luôn. Cái câu đầu tiên người ta nói nè, tôi rất vui vì hội nghị sẽ kết thúc và sớm vào chiều nay. Những người lễ tân đã cho tôi một cái tour rất là hay. Nếu mà có thời gian thì chúng ta nên đi. Đấy. Vậy cho mình hỏi là các bạn nghĩ là cái tour này nó chọn vào lúc 11 giờ sáng hay là 3 giờ chiều? Chắc chắn không phải 11 giờ sáng mà là 3 giờ chiều. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì các bạn phải hiểu là cái tụi này đang tham gia hội nghị ở một cái thành phố, một thành phố xa lạ. Và cái thằng này, cái người phụ nữ này nó vừa thốt lên là ui mừng quá, hội nghị sẽ kết thúc sớm vào chiều nay. Nghĩa là nó sẽ có thêm thời gian trong buổi chiều để đi tour đó các bạn. Các bạn hiểu ý mình không?
Bởi vì buổi sáng là mặc định nó phải tham gia hội nghị đó, nó đâu có đi được. Bởi vậy nó đâu thể đi cái tour 11 giờ sáng được đó. Nó phải đợi hội nghị kết thúc nó mới đi được. Và hội nghị kết thúc sớm vào chiều đó, nên là sau đó nó có thể đi. Và 3 giờ chiều là hợp lý rồi, 3 giờ chiều là nó đi được nó. Các bạn phải hiểu là hội nghị sẽ kết thúc khoảng 1, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều nó đi là ok, ngon. Đấy, đáp án ở đây là câu D. Bạn nào làm đúng câu này mình không cần bàn cãi nữa, các bạn đi thi chỉ có 990 trở lên mà thôi. Đây là một câu rất khó. Thật ra nhiều bạn chỉ có thể chọn, chỉ tới được cái bước là phân vân giữa 11 và 3 giờ chiều thôi. Đấy, cái đó thì nhiều bạn làm được, nhưng mà để ra được 3 giờ chiều một cách chuẩn mực như thế này thực sự là cần một cái bộ não rất là nhiều nếp nhăn các bạn ạ. À, mình khâm phục các bạn đấy. Đó rồi. Chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ này thì cái thông tin câu 66 là phải dùng biểu đồ. Thì đây mình vẫn show cho các bạn nội dung bài nói. Và tất nhiên là mình phân tích một chút. Thì câu 66 các bạn thấy người ta hỏi bốn đáp án ở đây á là về số tiền. Tức là nó nằm ở cục B2, nó nằm ở cục B này nè. Nó không nằm cục A, nằm cục B. Tức là đáp án nằm ở cục B thì các bạn suy ra thông tin ở trong đoạn hội thoại sẽ nói thông tin ở cục A để mình đối chiếu ngược qua, đúng không? Đó, tự hiểu như vậy. Lúc làm bài các bạn nên phân tích nhanh như vậy. Và cho mình biết thông tin cần phải nghe để trả lời câu này nằm ở câu số mấy. Nó nằm ở đây. Đó, giọng người phụ nữ ở khoảng giữa giữa đó các bạn. Đây. Người phụ nữ này này. Well, we do offer a 48-hour priority shipping service. Đấy, thông tin nằm đây. Bởi vì cái câu hỏi này người ta hỏi là người đàn ông sẽ trả cho cái mức phí shipping nào? Thì người phụ nữ này trả lời là chúng tôi có cung cấp cái dịch vụ giao hàng ưu tiên trong 48 giờ. Và các bạn thấy, sau đó người đàn ông trả lời là wonderful. Wonderful tức là tuyệt vời, tức là ông đã đồng ý ở cái mức phí này rồi. Đó, các bạn nghe được cái mức phí giao hàng nhanh 48 giờ không? Và cái mức priority này nó nằm ở đây. Đó, nằm ở cục A. Và đối chiếu qua B, nó là 15 bi-đen, 15 đô la đó các bạn. Thì nó tương ứng với đáp án chắc chắn là câu cờ, khỏi cần nói nhiều. Các bạn thấy chưa? Và một lần nữa mình cũng xin khẳng định là những cái đoạn hội thoại part 3 mà nó đi kèm những cái bản đồ, biểu đồ như thế này á thì nó luôn là những câu khó, thật sự là những câu rất khó. Nó đòi hỏi kỹ năng nghe hiểu và tư duy chéo rất là cao. Chính vì vậy, nếu mà bạn nào mà trình độ khoảng 500, mình nghĩ là có khả năng cao là các bạn sẽ sai, thường sẽ sai những câu này. Chính vì vậy, nếu mà các bạn muốn đạt điểm cao, tối ưu luôn á, thì các bạn nên luyện tập càng nhiều càng tốt. Những cái ví dụ mình đưa ra ở đây chỉ là những cái ví dụ gọi là cơ bản thôi. Nó, nếu bạn nào mà muốn luyện thêm thì các bạn có thể giải thêm ở những cái test khác đó, luyện càng nhiều càng tốt để các bạn quen với cách tư duy những dạng bài như thế này rồi. Và đó là toàn bộ những bài giảng của mình trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng nó sẽ có ích và giúp các bạn cải thiện điểm số, đặc biệt là phần listening to it part 3. Rồi, mình là anh Lê và đừng quên hãy đập nét cái nút like bên dưới nếu các bạn thấy video này hữu ích. Và nếu các bạn muốn mình làm tiếp những cái video tiếp theo thuộc những dạng bài khác của đề thi trick, các bạn đừng quên hãy comment bên dưới nha. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào lần sau nha.